Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với những mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Một trong số đó là tình bạn thân thiết với ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hồng Kông, Sa Thi Mạng. Hai người đẹp thường đăng ảnh cùng với nhau. Ngôi sao TVB cũng sang Việt Nam để tham dự sự kiện do Lý Nhã Kỳ tổ chức. Vì vậy nên nhiều khán giả tò mò về tình bạn đặc biệt này. Kỳ mời Sa Thi Mạng qua đây chơi thì mình đang là người nước chủ nhà, và đặc biệt hơn nữa rằng là thế như Mạng cho dù là một nghệ sĩ ở quốc tế rất là nổi tiếng, thu nhập cũng rất là lớn, nhưng mà cô ấy vẫn là một nghệ sĩ, còn mình là vừa nghệ sĩ vừa doanh nhân, thì đương nhiên là có thể nói rằng là kinh tế mình nó cũng sẽ chủ động, vì đương nhiên một nghệ sĩ ở nước ngoài nó còn phụ thuộc rất là nhiều cả quản lý, cả công ty độc quyền này nọ. Mình chủ động kinh tế nữa thì mình không nghĩ, không có lý gì mà mình không mời bạn ấy. Vật chất tài chính nó chỉ là những cái cầu nối để cho mình đi qua hoặc là mình làm một cái gì đó thỏa mãn mình thôi. Nên là Kỳ không quan trọng lắm về vật chất, và mình cũng không nhất thiết là phải phân biệt rằng là bạn chia cái gì, mình chia cái gì. Đối với mình thì mình cảm thấy cái gì đó mà nó là một tình cảm mà mình cần trân quý thì mình không ngại tặng cho người ta một cái gì đó mà mình cảm thấy mình thích. Cũng như ngay cả Kỳ, khi mà Mạng là người bạn thân của Kỳ, thì khi mà hai đứa đi shopping thì Kỳ cũng hay mua những cái gì mà hợp với Mạng để tặng Mạng. Rồi thì như lâu lâu Mạng cũng hay mua những món gì mà Kỳ thích. Ngay cả Mạng tặng Kỳ một con gấu đơn giản theo tên Mạng cũng là món quà. Đừng bao giờ mà đưa tiền cho bạn mượn để bạn đầu tư rồi sau này nó sẽ xảy ra rất nhiều, hoặc là làm ăn chung. Nếu như thật sự chúng ta làm một mối quan hệ mà chúng ta muốn giữ lâu thì chúng ta nên tách bạch. Và với Kỳ thì Kỳ rất là tách bạch chuyện đó.